Rồi, hello, xin chào tất cả cả nhà đang xem kênh ha. Thì tàu của mình vừa làm xong mọi người. Hôm nay gặp bác lưới thì toàn cá vặt rồi, tức là toàn cá đắt tiền, cả bán vào đất liền bán 40-50 ngàn một ký hết mọi người. Đó, đây là một cá đầu tiên mọi người. Đó, mọi người thấy cá không? Cá nục là cá nhỏ, còn cá vặt là cá to nhảy nữa mọi người. Đó, rác này được tầm 3-4 tạ cá vặt mọi người, kiếm cũng được vài chục triệu ha. Nhiều đây thì tầm được 5-6 tạ cá mọi người. Bên thống kia là kéo nãy giờ là gỡ cũng được gần 1 tạ cá nữa, ở 7 tạ này, vác lưới này 7 tạ cho một nửa cá nục một nửa cá vặt mọi người. Đó, một cá này, một cá thứ ba ha. Là 4 vật rồi mọi người. Thì đây là vắt lưới ghe của mình nha mọi người. Lát nữa tới ghe trong rồi mình sẽ quay tiếp cho mọi người coi mọi người. Thì mọi người xem video thì vui lòng mà nhấn cho mình xin một like ha, rồi nhấn đăng ký kênh, nhấn thông báo để nhận thông báo cho những video tiếp theo luôn. Có gì hay trên biển là mình sẽ cập nhật cho mọi người coi ha. Làm bữa giờ thì toàn có độc mọi người, ít cá vặt lắm. Thì hôm nay mình gặp một mẻ cá vặt thì khá thì cũng quay chia sẻ với anh em coi cho vui. Đó, gần hết cá rồi mọi người. Đó, được tầm khoảng 6 tạ ha. Cho 3 tạ cá vặt, 3 tạ cá nục mọi người. Đây cá vặt đây mọi người, cá mắc lồi với cá má nhiều mọi người. Đó, quay cho mọi người coi, đây là cá mắc lồi mọi người, cá này thì ăn rất là béo luôn. Đó, giờ tàu đang chạy tới chiếc ghe trong ha. Đây cũng có một chiếc mọi người vừa đang làm xong thì chạy về với cây trong giống như mình vậy mọi người. Đa số ở trong mình thì đều làm 2 chiếc ha, một chiếc chính một chiếc trong. Anh em bên kia cũng đang làm dây rồi này kia mọi người.
mọi người đợi chút xíu tới ghe trong làm có gì thì mình quay cho mọi người coi tiếp ha. Đây là giác lưới ghe trong nha bà con. Thì giác lưới này thì cá liệt rất là nhiều. Đó, cá liệt nhiều, mọi người thấy là cá liệt đang nổi rất là nhiều á. Lưới này cũng có cá vặt mọi người, mà nhưng mà không có bằng giác lưới trước. Đa số cá liệt mọi người, cá liệt này thì vào bán thì ký 120.000 thôi mọi người. Cá này thì rất là có giá ha. Đó, vật cá đầu tiên thì cá hồi nãy của ghe mình đã sang qua ghe trong mọi người. Thì mình làm thì mình có không quay, mình ngồi lượng cá ha, không quay cho mọi người coi. Giờ lấy cá ghe trong thì mình quay tiếp cho mọi người coi. Đó, có liệt không mọi người? Hai giác này thì tầm giác 20 triệu mọi người, hai giác lưới thì khoảng tầm 40 mọi người. Cả nhảy là đặt sướng rồi mọi người, lên là cho đá vào liền. Làm ở đây thì cũng gần bờ lắm mọi người, tại vì cũng gần hết chân rồi. Làm ít ngày nữa là hết hết chân mọi người. Nãy giờ mình mất mấy vợt rồi mình cũng quên đếm luôn. À, theo quan sát thì cũng có cái vật mọi người đó, cái vật những con cá lớn nhảy ở trên mọi người. Đi một lèo chăn và gặp cỡ 10 bữa như vậy là ngon mọi người ha. 10 bữa thì kiếm được 400 mọi người. Đó, mình chạy bữa giờ thì mấy tầm mà được 200 mấy thôi, 250 thì được mười mấy ngày rồi, mười mấy ngày mà có 250 triệu.